Mới đây, quận Bình Thủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 khối xây dựng cơ bản tài nguyên môi trường. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của quận Bình Thủy là trên 151 tỷ đồng. Quận đã bố trí kế hoạch vốn cho 23 công trình, trong đó 2 công trình chuẩn bị đầu tư, 7 công trình chuyển tiếp và 14 công trình khởi công mới. Trong 6 tháng, quận giải ngân gần 94 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch đã khởi công 10 trên 14 công trình, với tổng số vốn bố trí trên 102 tỷ đồng, còn lại 4 công trình đang lập thủ tục giải phóng mặt bằng, khởi công mới. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và phòng ban ngành liên quan có sự chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đã góp phần đạt tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu chỉ đạo và có sự quan tâm đôn đốc trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện tương đối tốt, nhất là trong dịp các kỳ lễ hội trên địa bàn.